Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng vào ngày thứ sáu hàng tuần. Cứ kết thúc một tuần giao dịch thì chúng ta sẽ có một cái bản tin phân tích video và như thường lệ thì nội dung của chúng ta vẫn sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi phân tích và đánh giá một số các nhóm ngành tuần này thì cũng sẽ phân tích cho các anh chị nhóm ngành điện, nhóm ngành phân bón, việt theo hóa chất, bất động sản khu công nghiệp. À, sau đó thì chúng ta sẽ đến ngành xây lắp thép vật liệu đầu tư công đầu tư công à, nhóm ngành dầu khí nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán ở à, phần thứ hai thì chúng ta sẽ view lại kịch bản phân tích tuần video số 172 ở trong tuần vừa qua để chúng ta nắm được cái kịch bản về thị trường à, index của chúng ta dự kiến chỉnh như thế nào vn 30 dự kiến chỉnh như thế nào và phái sinh dự kiến chỉnh như thế nào và à, cái tín hiệu kết tuần thì thị trường đang ở cái góc độ như thế nào và phần thứ ba thì à, chúng ta sẽ có một vài cái ý để chúng ta nhận định À, về cái xu hướng thị trường trong tuần mới để chúng ta xem thử là à vậy thì với cái tín hiệu cái tuần như tuần này thì tuần tới thì chúng ta sẽ à, lưu tâm đến những cái mốc hỗ trợ nào những cái mốc kháng cự nào thì đấy là phần thứ ba và các anh chị em lưu ý đấy là tất cả những cái phân tích ở trên bản tin video tuần cũng như các cái video ngắn đó là những à, cái à, quan điểm cá nhân của hùng lê vì vậy à, các anh chị em à, chúng ta nên cân nhắc à, trước khi xem À, các video này để chúng ta tránh những cái câu chuyện là chúng ta tranh luận về sau đó chúng ta tránh những cái câu chuyện như vậy đó một số các anh chị em là hay tranh luận thì như vậy là chúng ta tránh những câu chuyện đó đó à, chúng ta cảm thấy rằng những cái phân tích nó phù hợp nó ok và nó có thể giúp ích được cho chính bản thân của mình trong cái quá trình đầu tư thì chúng ta có thể xem đó rồi chúng ta ghi chép lại chúng ta phân tích lại còn chúng ta cảm thấy là à như vậy nó không phù hợp nó không uh, tối ưu với mình nó không uh, giúp ích gì cho mình trong cái cuộc sống của mình cả ok chúng ta bỏ qua đó là quan điểm chúng ta xuyên suốt ở tất cả các cái bản tin và các cái bản điểm tin uh, phân tích tuần như vậy để anh chị nắm được cái tinh thần để chúng ta làm việc cho nó ok đúng không, anh chị à, rồi phần thứ nhất thì cũng sẽ đi phân tích cho các anh chị nhóm điện gồm có mã cổ phiếu pc 1 thì hiện tại pc 1 cũng đã đạt được một cái target rất là cao và uh, gần như là đạt được cái target 30 30 và hiện tại thì PC1 trong tuần nó có lực hồi và uh, cây đến cái tuần thì nó xấu và nó đã bị đạp uh, gãy mất cái vùng 28 như vậy khả năng tuần tới thì PC1 các anh chị sẽ lưu ý ở vùng 26.5, 26 26.5 26 đến khoảng vùng 27 trong trường hợp nếu như mà PC1 vẫn giữ được ở trên cái vùng 26 cộng thì như vậy các anh chị có thể cầm còn trong trường hợp mà gãy vùng 26 thì như vậy là chúng ta uh, bắt buộc chúng ta phải bán đi. ở cổ phiếu thứ hai nữa là cổ phiếu GEG thì đối với GEG là ở đây các anh chị Hùng đã có phân tích một cái nhịp đối với GEG khá là dài ở quanh vùng 14 đến khoảng vùng 14.3 và trong tuần thì GEG cũng bắt đầu có một cái sự vượt thoát và tiệm cận lại cái vùng vùng kháng cự 15.5 đến vùng 16 và mục tiêu thì chúng ta đang ngắm ở vùng 16 đến khoảng vùng 16.5 nhưng mà cái mục tiêu này thì chưa đạt được. Hai cái đến cái tuần thì nó đang lấp lại một phần như vậy thì khả năng tuần tới 14.7 đến vùng 15 đó là vùng hỗ trợ mà chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu gạch gạch thì trong một quá trình tương đối là dài sau một cái giai đoạn mà nó bị dính dính nhiều thứ đúng không ạ? Dính nhiều thứ. Thì gách cũng đã hình thành được mấy vùng tích lũy ở đây. Tương đối là dài đó anh chị 11.5 đến vùng 12 và ở đây cũng như vậy. Về đến đây thì gách cũng đã đánh lên được một nhịp 17. Tức là từ 11 mà lên 17 là tăng khoảng tầm 6.000 cổ phiếu, 6 chia cho 11 cái anh chị thì chúng ta cũng đã được gần như trên 50% lợi tức trong một cái nhịp đánh như này. Hiện tại như thế này, hiện tại thì trong tuần thì bạn bắt đầu quan sát thấy là gách cũng đã gặp phải vùng kháng cự 13.8 đến à 13.5, 13.8 và vùng kháng cự này nó chưa thể vượt thoát được. Đồng thời thì nó cũng có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây quanh vùng 12.8 đến vùng 13 đó là vùng mà các anh chị có thể túc tác nhặt. Nhìn chung thì đóng cửa vùng 12.65 thì cái điểm nhặt đó nó cũng chưa phải là lỗ quá sâu nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được. À, nhìn về thiên hướng kỹ thuật như này thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục uh, kiểm tra, kiểm định lại khả năng với tín hiệu mà nó đang bị rơi như thế này thì uh, nó sẽ uh, bị lùi, uh, nó sẽ bị lùi, khả năng là nó sẽ bị lùi về ở đây khoảng quanh vùng 12.3 đến khoảng vùng 12, 12.2, nói chị, 12 ở cổ phiếu POVK, POVK cũng đã phân tích cho các anh chị tương đối là dài và hiện tại uh, tuần trước và các tuần trước đây thì nó đã đạt được cái target 13.5, 13.7. Tuần này thì cũng đang hướng về target 14 và trong tuần thì nó đã đạt được 14 và một target tiếp theo chúng ta sẽ hướng về 14.5, 14.7 nhưng target này thì chưa đạt được và về đến 14 thì nó đã xuất hiện hai cây nến chốt tương đối là mạnh và tín hiệu đường mã CD. Hiện tại thì cái tín hiệu đường mã CD nó đang bắt đầu nó đang đang ở cái pha đỏ như này thì khả năng là cổ phiếu nó sẽ khó để đi xa. À, nhìn về thiên hướng kỹ thuật như vậy tuần tới thì Povk sẽ hướng lại vùng 13 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 12.7 à, tạm thời chúng ta sẽ ngắm ở hai điểm này à, cổ phiếu TV2 thì TV2 ở đây đồng mới có phân tích ở uh, uh, mới bắt lại TV2 thôi TV2 phiên giao dịch của ngày uh, hình như là mạng chậm TV2 uh, ngày hôm qua Uh, ngày hôm qua thì uh, chúng ta ngắm uh, thêm cổ phiếu lúc 8 mười 16 phút Lúc đó thì TV2 nó đang ở khoảng quanh vùng tham chiếu Và kết phiên thì TV2 nó tăng kịch trần uh, Và phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục đánh về vùng 24.7 đến vùng 25 Và tại vùng này thì Hùng đã nhận diện đây là vùng kháng cự Chính vậy nên chúng ta bình tĩnh để chúng ta tiếp tục quan sát Khả năng tuần tới các anh chị sẽ lưu tâm cho vùng 23.3 đến khoảng vùng 23.5 Đây là vùng mà dự kiến mà cổ phiếu TV2 sẽ test về đây Nếu có mua thì mua về đây Nhóm ngành thứ hai đó là nhóm ngành phân đạm thì uh, nhịp này chúng ta cũng đã có những cái điểm thu gom và bắt đầu ngắm lại cái xu hướng của nhóm ngành phân đạm. Uh, đối với đạm cà mau các anh chị nhìn đến đây ở vùng 23, 22 5 đến vùng 23 nó đã hình thành được một cái điểm tạo đáy ở đây và sau đó đánh lên vùng 25 và nó test lại ở vùng 24 tương đối là đẹp. Như vậy trong trong những cái thời điểm ngắn hạn ở đây thì chúng ta có thể ngắm uh, nhìn ngắm uh, nhóm ngành phân đạm uh, tuần tới ở khoảng quanh vùng 24 đến khoảng vùng 24.5. Tuần này thì nó hơi xấu bởi vì nó bị mất vùng 248 1248 ở đây, cây nến này bị mất thì khả năng nó sẽ test lại ở vùng 24 24.5 và chúng ta sẽ chờ đợi bởi vì là uh, tuần tới thì nó sẽ có rất nhiều các cái yếu tố kỹ thuật của thị trường chung, chính vậy nên là cần phải phân tích đúng trúng đủ thị trường chung thì cái đó chúng ta mới uh, bắt đầu chúng ta mới đi sâu được vào cái cái xu hướng của từng cổ phiếu và từng nhóm ngành. Đối với đạm phú Mỹ cũng như vậy, nó đã có một cái hình thành một cái biên 333.5 ở đây và nhịp một tuần trước thì nó đẩy lên được đến vùng 37 đó thì trong những cái nhịp hương phấn này là gần như chúng ta không có chơi và chúng ta bắt đầu dò lại những cái vùng giá mục tiêu ví dụ vùng 34.5 đến vùng 35. Sau đó thì chúng ta sẽ dò lại vùng 34.1 và có thể tuần tới trong trường hợp nếu thị trường xấu thì nó hoàn toàn có thể test lại vùng 33 đến vùng 3.5. Đây sẽ là những cái vùng kỹ thuật mà chúng ta sẽ gì ạ? À chúng ta sẽ thu gom đó và chúng ta chờ đợi lại thị trường chung ổn định và cổ phiếu nó lại bắt đầu hình thành một cái gì, một cái xu hướng tăng ở bên này thì như vậy là căn cứ cái tín hiệu thực tế để chúng ta sẽ điều tiết thêm uh, cái xu hướng vào lệnh ở trong các cái điểm mua tiếp theo ở nhóm ngành thứ ba đó là nhóm ngành viettel thì đối với VGI trong tuần nó cũng đã uh, có những điểm đánh khá là đẹp uh, công lại vùng kháng cự 22 tuy nhiên cây đến kết tuần thì nó hơi xấu cây đến kết tuần thì gần như nó đã lấp lại hết tất cả những cái nỗ lực từ phiên giao dịch của ngày thứ hai đến ngày uh, thứ năm À, nhìn về xu hướng này thì như vậy là tuần tới thì phải đánh giá lại vùng 20.7 đến quanh vùng 21. Trong trường hợp nếu bị phá vỡ vùng 20.7 thì lại phải tính toán ở vùng 20 đến vùng 20.5. À, nhìn chung thì niềm vui không được uh, xa lắm đúng không ạ? Dự kiến thì uh, đang tính toán ở khoảng vùng 23 đến khoảng vùng 24 23.23 đây này. Dự kiến là nó đẩy đẩy lên ở vùng này thì chốt nháp một tí nhưng mà chưa đến nơi nên là đành phải cầm lại thôi, chưa thể chốt được. À, cổ phiếu CTR <laughs> thế thế đời, nhịp này đánh cũng tương đối là tốt đó từ vùng 55 chúng ta phân tích tương đối dài trước này 55 không thủng thì cứ ôm và từ 55 thì nó đã đánh ngược lên vùng 64 và 64 thì hiện tại nó đang 64 65 và hiện tại thì nó đang tích lũy ở trên ở trên cái vùng vùng kháng cự này như vậy tuần tới thì khả năng nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 63.1 và điểm sâu hơn thì chúng ta vẫn tính toán ở đây tức là nó test lại cản ở đây là vùng 61 đến khoảng vùng 62 nhóm thứ tư đó là nhóm hóa chất thì có hai mã cổ phiếu mà các anh chị đáng lưu tâm đó là cổ phiếu CSV thì bản thân là CSV cũng đã có phân tích khuyến nghị đầu tư và hiện tại thì nó cũng đang có cái xu hướng sóng ngay ở vùng 27.5 27 Ờ, tuần vừa qua thì nó đã có điểm test chỉnh 28.5 đến vùng 28 và nó đánh bật lên được vùng 32. Phiên ngày hôm nay thì do thị trường chung nó xấu nên là cổ phiếu nó không đóng cửa vùng cao nhất. Tuy nhiên nó vẫn đóng được ở trên vùng 30.5, đó là một tín hiệu kỹ thuật tương đối lạc quan của uh, nhóm ngành hóa chất nói chung và cổ phiếu CSV nói riêng. Ờ, tuần tới chúng ta sẽ tập trung chúng ta đánh giá lại cái xu hướng của quanh vùng 30.5 và uh, cái vùng cản kỹ thuật ở trong nhịp này thì sẽ ngắm lên khoảng vùng 33.5 đến khoảng vùng 34. À, nhìn về mặt xu hướng thì đây là vùng cản rất là mạnh Nên là khả năng khi về đến, về đến vùng này thì cái lực chốt nó sẽ diễn ra à, Tùy vào cái, cái hai cách của nó đi Nếu như trong trường hợp nó tích lũy bền chặt ở vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 ở đây Thì cái câu chuyện là nó đánh break cản thì nó sẽ là cao Còn trong trường hợp nếu như mà nó tích lũy cái nền này nó không đủ chặt đó, Thì khả năng lên đến vùng 34 sẽ bị chốt Nên là các anh chị em mà đang cầm thì chúng ta lưu ý vùng kháng cự này Để chúng ta hiện thực hóa một phần lợi nhuận cổ phiếu DGC DGC là có những cái thông tin khá là tích cực về cơ bản các anh chị và đây là một cổ phiếu rất là tốt nói chung là tốt nó trùng về cái thằng hóa chất 48.5 đến vùng 50 là hỗ trợ kỹ thuật sau đó tuần này thì ông có phân tích thêm vùng 52 52.5 và nó bắt đầu nó đẩy vừa thoát lên tuần này ăn cổ tức về mặt cổ tức tức là chính xác nó phải trừ đi 1.000 tức là sẽ về ở vùng 51 đến vùng 51.5 sau khi ăn cổ tức còn cái vẽ này là 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 trước khi cổ tức thì uh, xu hướng ngắn hạn thì nó sẽ đánh lên khoảng vùng 57 ở đây, phiên ngày hôm nay lên được trên 56 cộng nhưng đóng cửa thì nó không đóng được ở vùng cao nhất nên tuần tới chúng ta sẽ tập trung uh, đánh giá thêm cái xu hướng của cổ phiếu này ở quanh vùng 54. Nói chung về mục tiêu thì không có gì thay đổi, vùng 58 59 60 đó là cái uh, dự kiến cái xu hướng đi uh, nhịp này của cổ phiếu DGC. Uh, nhóm ngành thứ năm đó là nhóm ngành bất động sản công nghiệp thì như các anh chị đã biết rồi, hiện tại thì uh, chính phủ cũng đang có những cái biện pháp và có những cái định hướng về phát triển khu công nghiệp xanh sạch đẹp và nó đáp ứng được các cái tiêu chí đối với nhà đầu tư nước ngoài mục đích để chúng ta sẽ thu hút thêm các cái vốn đầu tư fdi nước ngoài đổ vào việt nam <laughs> như vậy thì định hướng phát triển cái khu công nghiệp hạ tầng kỹ thuật rồi giao thông rồi các cái phụ trợ ví dụ như là các cái cảng để mà liên kết với các cái khu công nghiệp vân 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 thì đấy sẽ là những cái ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong những cái thời gian sắp tới à, có một cái điểm nghẽn hiện tại đó là cái điểm nghẽn về dòng tiền à, một số cái chính sách thì gần như nó đang bị tác lại chính vậy nên là dòng tiền nó đang hơi kém điều đó cũng giải thích vì sao mà nhóm ngành đầu tư công nó cũng chưa có cái sự bứt phá tốt ở trong thời gian vừa qua hiện tại thì nhóm ngành bất động sản công nghiệp thì cũng đang có một cái dòng tiền đánh tương là tương đối là tốt ở tầm hai tuần nay. đó ví dụ các anh chị nhìn thấy kbc đấy à, dòng tiền đánh rất tốt trung bình khoảng tầm từ 5 đến 10 triệu cổ phiếu trên một phiên đó và đến thời điểm hiện tại thì KBC cũng đã đạt được cái vùng giá mục tiêu đầu tiên là vùng 26 tuần này thì nó đạt lên được đến quanh vùng 26.5 vùng 27 Tuy nhiên cái nền kết tuần thì nó đã phá vỡ cái cái cấu trúc hiện hiện tại của cổ phiếu như vậy thì tuần tới cái xu hướng kỹ thuật chủ đạo nó là tiếp tục lại vùng 24 24..4 24.5 để nó test cung lại kỹ thuật ở vùng này và chúng ta sẽ đánh giá thêm ở cổ phiếu thứ hai nữa là cổ phiếu SSC SSC thì tính cơ bản của nó cũng khá là tốt và sau một cái giai đoạn nó tích lũy ở đây ở vùng 26 đến vùng 26.5 thì tuần này nó bắt đầu có một cái nhịp đánh lên, lên được đến vùng 34 rồi nhưng cái nến cái tuần là cũng bị đạp tương đối là là sâu, đạp tương đối là sâu do thị trường chung thôi. Và điểm đạp sâu này thì sẽ tiếp tục đánh giá ở quanh vùng 30.8, đóng cửa vùng 30.7 nhưng vùng 30.8 hiện tại đang là hỗ trợ kỹ thuật của nó trong trường hợp nếu tuần tới mà vùng 30.8 mà không trụ được thì khả năng cao là nó sẽ phải hạ xuống lấp lại cái gáp tăng ở đây đó là khoảng quanh vùng 29.5 thì uh, tùy cơ ứng biến nói chung là tùy cơ ứng biến tuần tới thì nó cũng khá là khá là khó để chúng ta phán đoán một cái mốc cụ thể nào đó và chúng ta cần phải phân tích à, uh, cái xu hướng ở trong tuần ở IDC thì hiện tại cũng chưa có nhiều thay đổi đâu nó vẫn là ở khoảng quanh vùng uh, 37.5 38 39 đấy là những cái vùng mà chúng ta cứ túc tác chúng ta nhặt dần dần bởi vì uh, nhìn quay trở lại đây thì đối với cổ phiếu IDC ấy, là chúng ta đã có phân tích một cái nhịp từ vùng 27 này, xong lên vùng 31 này, xong đó là chỉnh à, không phải 27 lên vùng 37.5, xong đó chỉnh cung về khoảng quanh như này, biên uh, 31, 31, 33 này và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục là tính toán lại ở vùng 37.5 đến vùng 41, đó là vùng kháng cự nói chung là đối với IDC thì các anh chị cứ túc tắc từ từ ở những vùng hỗ trợ tuần tới. Uh, tuần tới nhìn về mặt xu hướng thì chúng ta sẽ tính toán là vùng 37.5 Trong trường hợp vùng 37.5 mà bị thủng Thì phải ngắm về một cái điểm sâu hơn một tí 35.5 đó là các cái vùng chỉnh cung kỹ thuật dự kiến của cổ phiếu IDC Để chúng ta nắm được uh, Tinh thần và từ đó thì chúng ta sẽ uh, Quan sát để chúng ta có những cái điểm thu gom hợp lý uh, Cổ phiếu tiếp theo đó là VGC ở cổ phiếu VGC, đây VGC. <laughs> VGC thì nó cũng đã có một cái nhịp đánh một là lên được khoảng quanh vùng 34.5, tuần này thì nó bắt đầu có những cái tín hiệu để nó vượt lên vùng 35.5 đến vùng 36, nhưng cây đến cái tuần là cây nến mà nó đã phá vỡ cấu trúc uh, hình thành trong uh, từ phiên thứ hai đến phiên thứ năm uh, chính vậy nên là tuần tới thì khả năng là cái xu hướng này thì chắc chắn rồi, vùng 34 34.5 cổ phiếu này sẽ test lại ở vùng này. Trong trường hợp mà nó bị thủng cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì chúng ta lại phải tính toán ở điểm hỗ trợ sâu hơn đó là ở khoảng quanh vùng 32.5 32.5 đến khoảng vùng 33 tức là có hai cái vùng mà test cung kỹ thuật dự kiến ở đây cổ phiếu ITA ITA là nó nằm cùng với KBC thì hiện tại là KBC đánh đã khá là tốt rồi à, còn đối với ITA thì nó cũng đã tích lũy ở vùng 3.9 đến vùng 4.15 thì cái vùng này là các anh chị có thể chúng ta nháp dần Uh, nhưng chúng ta lưu ý đối với cổ phiếu ITA là cổ phiếu mang thiên hướng đầu cơ uh, mang thiên hướng đầu cơ tức là cái tính cơ bản của nó nó khá là dập dìu nên là chúng ta lưu ý nhá uh, cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta phải đánh như thế nào và cổ phiếu cơ bản thì chúng ta phải đánh như thế nào thì chúng ta lưu ý thì uh, với những anh chị em em mà chuyên mà hàng đầu cơ thì chúng ta ngắm ở vùng hỗ trợ 39 đến 4.15 lăm. rồi uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp Uh, gọi là bất động sản dân cư thì các anh chị lưu ý đối với ngành bất động sản dân cư lồng lê đã có bắt đầu phân tích uh, một cái sóng kỹ thuật của cổ phiếu này uh, của nhóm ngành này chúng ta phải nắm được uh, chúng ta phải nắm được cái tinh thần đó uh, chúng ta phải nắm được cái tinh thần khi uh, để 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 làm gì tức là gì có nghĩa là khi mà các cái nhóm ngành hoặc các cái mã cổ phiếu nó bắt đầu có sóng hồi thì chúng ta phải bắt được ở những thời điểm mà cổ phiếu bắt đầu có cái sự chuyển dịch hoặc nhóm ngành bắt đầu có sự chuyển dịch dòng tiền. Và đối với nhóm ngành bất động sản dân cư, các anh chị lưu ý từ ngày 16 17 tháng 3. 17 tháng 3 đến 20 tháng 3 là cái thời điểm mà cái sóng ngành bất động sản dân cư bắt đầu có tín hiệu phục hồi. Và tại thời điểm đó thì cũng bắt đầu phân tích một sóng lên. Và đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định với tất cả các anh chị em nhà đầu tư đó là tất cả các target sóng lên của nhóm ngành bất động sản dân cư đều gần như đạt tuyệt đối 100% đạt tuyệt đối với 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 cái target mục tiêu mà chúng ta đặt ra khi mà cổ phiếu vậy, bắt đầu hình thành cái sóng tăng ở ngày 20 tháng 3 ở à, nói như vậy để các anh chị nắm được còn khi mà chúng ta không nắm được cái xu hướng dòng tiền không nắm được cái xu hướng của nhóm ngành À, thì chúng ta mua một cách vô tội vạ và đến lúc cổ phiếu nó chạy rất là mạnh rồi và chúng ta vẫn cắm đầu cắm cổ chúng ta mua thì như vậy là chúng ta sẽ uh, chịu những cái tổn thất nhất định. Đó và khi thị trường có những cái biến động mạnh thì như vậy là chúng ta sẽ bị lỗ. Đó, từ ngày 20 tháng 3 anh chị nhá. Đó, thì hôm nay thì chúng sẽ uh, view lại cho anh chị một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành này. Uh, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến sale Đó, hiện tại thì đối với sale gần như là nó cũng đã đạt được mắc những cái target kỳ vọng ví dụ vùng 24 và sau đó thì khoảng quanh vùng 26, vùng 26.5. Cây nền kết tuần tương đối xấu, như vậy tuần tới thì SEO sẽ test lại vùng 23. Chúng ta sẽ đánh giá thêm cái quan điểm kỹ thuật ở quanh vùng 23. Trong trường hợp nếu như SEO bị thủng vùng 23 thì như vậy thì chúng ta sẽ ngắm lại vùng 21.2 đến khoảng quanh vùng 21.5 đối với mã SEO. À, cổ phiếu DIG thì nhịp vừa rồi cũng không có phân tích. À, không có phân tích nhưng mà ở nhịp này thì các anh chị lưu ý là cổ phiếu này cũng khi mà chạm về vùng cản 18 thì bắt đầu nó sẽ bắt buộc nó phải chỉnh cung. Đó, à, chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 16 đến vùng 16.5 và điểm chính công kỹ thuật thứ hai là quanh vùng 15.5 thì tuần tới khả năng là nó sẽ đạp về quanh 15.5 chúng ta sẽ đánh giá thêm à, cổ phiếu DG DG à, đối với đất xanh cũng như vậy từ ngày 20 tháng 3 các anh chị nắm được tinh thần từ ngày 20 tháng 3 là ở đây các anh chị 20 tháng 3 đây thì khi đó là đất xanh đang ở vùng 11 đến vùng 11.3 và chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên của đất xanh và target dự kiến là quanh vùng 14 và hiện tại thì gần như tuần trước nó đã đạt 14 trên 14 và khi nó đạt một trên 14 trên 14 thì mình lại bắt đầu phân tích cái vùng 128 đến vùng 13. Các anh chị nhìn ở đây trong phiên giao dịch của ngày thứ tư thì cổ phiếu này test lại vùng 128 đến 13 và lại tiếp tục công lại 14 nhưng điểm công 14 không thành. Đó, chính vậy nên là cái target 15 này chưa có và nó chỉ về 14 thôi. Cây đến kết tuần với lực bán khoảng tầm 28 triệu cổ phiếu là lực bán rất là mạnh và các anh chị nhìn ở đây. Ờ, có một điểm mà trong phiên kết tuần thì gần như các anh chị để ý là tín hiệu đường MACD đang xanh và À, bắt đầu à, bắt đầu cái 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 nhóm ngành bất động sản á, là bắt đầu cái tín hiệu đường MACD của tất cả các mã cổ phiếu bất động sản là nó đang bắt đầu diện nó chập lại nhau và có thể tuần tới là nó bắt đầu chuyển sang pha đỏ và khi nó chuyển sang pha đỏ thì xu hướng là gì lình xình đi ngang và không có tăng đó như vậy chúng ta ăn trọn một cái sóng rồi thì bây giờ là gì đó là những cái thời điểm mà chúng ta đã phân tích sớm để các anh chị nắm được và chúng ta sẵn sàng hành động à, cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu HDG <laughs> Thì đối với HDG cũng như vậy, từ ngày 20 tháng 3 đấy các anh chị, lúc đó HDG đang có vùng 29 đến vùng 29.5, chúng ta đưa target 1 lên 32 và tuần này chúng ta đang ngắm ngắm ở vùng 34. Chỉ soát đạt 100% vùng 34. Và đồng thời trong tuần thì cũng đã có phân tích cho các anh chị một cái điểm chỉnh ở vùng 30.7 đến khoảng vùng 31 ở đây. Đấy các anh chị, phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba nó chỉnh cung test cực đẹp luôn. Và chúng ta mua ở đây và lên đến cái vùng này thì chúng ta gì ạ? Chúng ta bán. Đó, thậm chí là nếu mà chúng ta mua ở đây thì cây nền kết tuần mặc dù nó giảm rất là mạnh nhưng chúng ta không bị lỗ đó là những cái 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 giá trị đấy là những cái thời điểm mà các anh chị cần phải quyết đoán và khi mà lên đến vùng kháng cự đây rồi thì chúng ta hạn chế chúng ta đua ờ, nhìn về xu hướng như thế này thì tuần tới 31.5 đến vùng 32 đó là vùng đánh giá uh, cái xu hướng của HDG HD, ở cổ phiếu HDC <laughs> HDC cũng như vậy HDC thì chúng ta cũng có một cái điểm phân tích tuần ở vùng ở đây là vùng 31.4 đến khoảng vùng 32 đó thì chúng ta mua ở đây và bắt đầu diện nó tiếp tục đẩy lại vùng kháng cự 34 như vậy là tuần này thì nó cũng chính thức hoàn lại hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 34 trên 34 lần thứ hai. Đó là lý do vì sao mà Hùng nói rằng là tất cả các mã cổ phiếu về bất động sản dân cư đến thời điểm này thì có thể gọi là chúng ta đã đạt hoàn thành target tuyệt đối và thậm chí có những mã cổ phiếu còn còn tăng kịch hơn. Đó ví dụ như HDC ở trong tuần này nó còn lên đến tận 35.5. Đó, tức là nó cũng đạt được một cái target cực kỳ cao và bắt đầu nó đổ. Với lực đổ này thì chúng ta lại thế như vậy thôi, không có gì thay đổi cả vùng 31.5 đến vùng 32 tuần tới sẽ là vùng mà ông sẽ tiếp tục đánh giá cái xu hướng phục hồi hoặc là xu hướng tích lũy của cổ phiếu. Cổ phiếu Nam Long. Đó, Nam Long cũng đã đạt được một cái target gần như là tuyệt đối rồi các anh chị, gần như là tuyệt đối rồi. Nam Long thì cũng đã có phân tích một cái sóng hồi từ vùng 23.5 đến vùng 24 ở đây. ở chúng ta đưa target 1 lên 26, target 2 lên vùng 30 và target 3 À, nếu không nhớ không nhầm trong phân tích kỹ thuật à, mùng đang hướng đến nó là vùng 33 đến khoảng vùng 34. Tuần này nó lên được 32.5, như vậy là cũng là khá rồi đúng không ạ? Và bắt đầu diện nó bắt đầu chỉnh cung và đồng thời là nó trong tuần đến phiên giao dịch ngày thứ ba thì nó cũng có một cái điểm test cung lại khá là đẹp ở quanh vùng 28.5 29. chín à, đó và sau đó nó nó bật lên. À, xu hướng như thế này thì là bị chốt rồi. Đó bị chốt rồi thì bị chốt thì nó sẽ về đâu? À, nó sẽ về lại vùng 29 còn sâu sâu hơn thì vùng 28.5 ở tuần tới như vậy 28.5 vùng 29 sẽ là vùng mà à, chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá ở tuần tới cổ phiếu nhà tư liêm à, cũng như vậy nhà tư liêm thì cũng đã có phân tích ở vùng 16.5 đến vùng 17 đây à, và hoàn thành một cái target ở quanh vùng 19.2 và vùng 21 đó vùng 21 tuần này thì gần như cũng nó cũng lên được gần những cái target tuyệt đối ở 21.5 đến khoảng vùng 22 và nó vào nó bắt đầu đổ đổ thì hơi xấu này cái đến kết tuần tức là nó bị mất vùng 19.2 việc để mất vùng 19.2 thì khả năng là nó sẽ về lại quanh vùng 10, 17 8 đến khoảng 18 8 ở đây tuần tới sẽ đánh giá ở vùng này tiếp theo là KDH KDH cũng đã chính thức là đạt được cái vùng giá mục tiêu quanh vùng 28.5 và vùng 29 29.5 ở tuần trước tuần này thì nó đạt luôn ở vùng 30.5 và vùng 30 các anh chị và nó bắt đầu có hai cái nến lấp lại nói chung là với KDH thì nó lấp như này thì vẫn chưa chưa hẳn là xấu uh, nhưng mà do cái xu hướng chung của cả thị trường và cả cái nhóm ngành bất động sản dân cư nên là khả năng tuần tới thì nó sẽ uh, tiếp tục uh, kiểm định lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 27.5 27.8 và quanh vùng 28 đó sẽ là những cái vùng hỗ trợ uh, đạt phương DPG Đạt Phương cũng như vậy, gần như là Đạt Phương cũng đã đạt được cái vùng giá mục tiêu ở vùng 31 đến khoảng vùng 31 đấy quanh vùng 31 31.5 tuần trước thì nó chưa đạt được nhưng tuần này thì gần như nó cũng đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu và nó chỉnh cung lại đồng thời trong tuần các anh chị đúng không ạ à, Hùng có dự báo cái vùng chỉnh cung kỹ thuật của Đạt Phương nó khoảng 28 28.5 đấy là vùng các anh chị nhặt và nó lên đến vùng 31 31.5 thì vùng kháng cự đấy là vùng bán thì bán xong thì nó lại chỉnh cung lại như vậy là vùng tuần tới thì chúng ta lại tiếp tục 28 28, 28 5 và chúng ta lại đánh giá thêm cái khả năng phục hồi của cổ phiếu Đạt Phương ở vùng này Ngoài ra thì chúng ta có phân tích bốn mã cổ phiếu uh, của cái nhóm ngành này nó mang tính đầu cơ gọi là cổ phiếu penny đi uh, thì cũng sẽ view tiếp uh, đối với HQC thì đối với HQC ở đây các anh chị cũng đã nói đến cái vùng cản 4.6 và khi về đến 4.6 thì xu hướng kỹ thuật là gì nó sẽ quay trở lại test cung kỹ thuật ở vùng 41 đến vùng 42 thì trong tuần trước là nó test một lần này và tuần này thì cây đến cái tuần thì nó tiếp tục đi về cái biên 41 42 để nó trả cung À, nhìn về tín hiệu đường mát đây hiện tại thì đây cái tín hiệu đường mát thì nó cũng đang bị có cái tín hiệu suy yếu chính vậy nên là cổ phiếu nó sẽ chậm đà tăng chính vì chậm đà tăng nên tuần tới HQC sẽ đánh giá tiếp ở vùng 4.1 và điểm sâu hơn ở vùng 4 đó thì nó sẽ tích lũy lại ở đây đối với HQC ở trong cái xu hướng tổng quan về dòng tiền thì chúng ta sẽ nhìn nhận như thế này thì hiện tại thì nhìn về mặt xu hướng thì HQC vẫn đang gì vẫn đang có một cái uptrend đó và nếu như những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật uh, cho phép kể cả nó thủng vùng 4 đi và nó về nó tích lũy lại được ở khoảng quanh đó, nó tích lũy được ở khoảng quanh quanh vùng 3.3.45 thì nó vẫn là chấp nhận được, nói chung là vẫn là chấp nhận được đối với cổ phiếu HKC ở vùng này. Cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu SCR. Thì đối với SCR, các anh chị uh, chúng ta sẽ bật chạc ngày lên. SCR ngày hôm nay cũng bị đẩy tương đối là mạnh. À, thì ở đây này đối với SCR á, thì chúng ta cần phải quay ngược lại thời gian đó là chúng ta phân tích ở vùng 5.5 và chúng ta đưa cái target 1 lên quanh vùng 7 đến khoảng vùng 7.3 sau đó thì chúng ta tiếp tục có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 6.3 đến vùng 6.8 để các anh chị thu gom và tiếp tục hướng về vùng 7.5 về mặt kỹ thuật á, là tuần này nó đã đánh được về vùng 7.5 đến vùng 8 thì gần như cái vùng 8 là vùng cản cuối cùng của cổ phiếu SCR như vậy là nó cũng gần như đạt được cái target tuyệt đối trong cái nhịp này và hiện tại á thì nó lại tiếp tục đóng cửa đúng ở vùng 7.01 bảy ở đây thì nó đang đóng về cái biên trên ở à, biên dưới của cái biên kháng cự à, và khả năng cao thì 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 với cái xu hướng hiện tại của thị trường cái khả năng là tuần tới thì nó sẽ phiên ngày thứ hai nó sẽ đạp tiếp rồi chắc chắn là như vậy nên khả năng là cái vùng 7 nó sẽ khó khó làm ở giữ nên là nó sẽ quay trở lại vùng 63 65 ở vùng này ở cổ phiếu LDG uh, LDG thì nó dính dáng đến cái câu chuyện là dính án thì biệt thự xây trái phép nên là gì ạ nó đổ thì về mặt kỹ thuật đó nó đổ có hai lý do một là, là 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 tin hai là vùng kháng cự thì bản thân là vùng 4.8 đến vùng 5 đây các anh chị đổ này về đây về đây về đây và như vậy nhịp này thì nó cũng đã bị thất bại ở vùng 4.8 đến vùng 5 tức là về về mặt kỹ thuật thì nó gặp kháng cự còn về mặt tin tức thì nó gặp tin tức bất lợi hai cái yếu tố đó kết hợp với nhau nên nó bị sàn Uh, phiên ngày hôm nay thì đóng cửa vùng 4 nhưng khả năng tuần tới thì nó sẽ về 3.75 hoặc là vùng 3.5 tức là cái tin xấu này nó chưa hết nên là cái xu hướng là cổ phiếu uh, cổ phiếu dlg nó uh, LDG nó sẽ tiếp tục bị bán và đây là những cái dòng tiền đang bán ra tương đối là mạnh và tín hiệu đường MACD thì nó cũng bắt đầu chuyển sang đỏ như vậy đó là một cái xu hướng tương đối là yếu của cổ phiếu này cổ phiếu DRH thì nó đánh ở trong cái biên uh, khá là hẹp thôi nói chung là đây đó 4.5 và 5.3 là 15% và tuần trước thì nó lên được 5.8 nhưng nói chung là tuần này thì nó là lắp các ở 5.3 và hai cái đến cái tuần thì nó lại chỉnh giảm. À, nhìn cây xu hướng chỉnh giảm như thế này thì ở đây vùng 4.5 đến 4.7 như vậy là tuần tới thì khả năng chúng lại về lại vùng hỗ trợ kỹ thuật này thôi và chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá. Ok, à, bây giờ thì đến cái nhóm ngành tiếp theo thì ta sẽ phân tích cho các anh chị đó là nhóm ngành dầu khí. Uh, dầu khí thì um, đây chúng ta nhìn qua cái xu hướng giá dầu một tí với hiện tại nó đang ở vùng 82.3-82.5 đang cản và uh, có thể thì với nó sẽ có một cái sự test nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 80-81 ở đây uh, nhìn chung thì uh, nhóm OPEC cộng và nga và một số các cái quốc gia xuất khẩu dầu mỏ thì họ đang đồng tình cái câu chuyện họ cắt giảm sản lượng để họ đẩy giá dầu tăng lên và cuộc chiến về năng lượng thì nó cũng đang khá là căng thẳng như vậy chúng ta sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần tới và dự báo thì khả năng là giá dầu nó vẫn sẽ neo ở trên vùng 80 cộng và nó sẽ có cái xu hướng tốt tắc phục hồi đi lên thì đó sẽ là những cái tín hiệu khá là tốt để nó giúp cho nhóm ngành dầu khí có những cái tín hiệu khởi sắc hơn. Thì đối với PLX cho các anh chị, ở đây nó có một sóng hồi và cái sóng hồi này thì hùng đã chỉ điểm lên đến vùng 38. Bản chất là tuần cũ thì nó đạt vùng 38 rồi và tuần này nó tiếp tục đạt đạt vùng lại vùng 38 và vùng 38 này thì nó không đủ sức và nó sẽ quay trở lại nó test cung và nó sẽ test vùng 37. À, cả tuần thì nó giữ được ở vùng 37 cộng đó các anh chị và chỉ đến cây nến kết tuần thì nó mới bị thất bại. Với việc mà thị trường chung à, kết hợp với xu hướng thị trường chung và cây nến của PLX như này thì khả năng là tuần tới thì nó sẽ test uh, nó sẽ xu hướng nó sẽ đi về lại vùng 35.5 đến khoảng vùng 36. PPS ở đây. <laughs> PPS ở đây á thì trong tuần đúng có phân tích vùng hỗ trợ 25.5 25.8 đó thì phiên giao dịch của ngày thứ 3 là nó về đến 25.8 và nó đẩy lên. À, cái lực đẩy này thì nó cũng không bứt được cái kháng cự 26.8 ở đây. Các anh chị nhìn thấy đây cái vùng 26.8 ở đây này. Vùng 26.8 đến vùng 27 là một vùng cản tương đối là dày của cổ phiếu PPS và trong cái nhịp này đó thì khi mà cổ phiếu lên đến vùng này thì đấy cũng là vùng mồng đá 26.8 đó khuyến nghị các anh chị là chúng ta dừng mua và có hàng cái canh mà chốt đi và sau khi chốt xong thì nó rơi nhịp này này đấy, những anh chị em mà hoảng hồn mà mua ở vùng 27.5 thì chắc chắn là nó đẩy về vùng 24 là coi như nháo nhào coi như bán cắt lỗ đấy, cắt lỗ ở vùng 24 24.3 xong thì nó lại kéo lên đến vùng 25 26.5 vùng 27 đến vùng này ôi thôi cổ phiếu mạnh quá lại mua vào mua vào xong nhịp này đấy tuần tới nó lại đạp cho một phát nữa đó, có thể là tuần tới nó sẽ đi về cái 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 xu hướng kỹ thuật đó nó sẽ về quanh vùng 25, khả năng vùng 25 là cao. Còn trong trường hợp xấu hơn nó lại về vùng 24, 24.3 đây. Thế mua ở vùng này xong về nó đạp về đây thì về đến đây lại bán. Đó. đó. Lại bán cắt lỗ. Rồi xong đây đang hoảng hồn thì nó lại kéo một phát ở bên này nữa. Đấy, rồi lên trên này lại bắt đầu mua lại, tức là cái cái vòng 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 lặp của cái sai nó nối tiếp sai ấy, trong cái quá trình đầu tư của nhiều nhà đầu tư nó liên tục như vậy. Chính vậy nên là ban đầu chúng ta có số vốn 1 tỷ xong đó chúng ta chỉ còn lại 800 triệu rồi từ 800 triệu chúng ta còn là 600 triệu từ 600 triệu, triệu chúng ta còn 400 triệu và dần dần như vậy cái cái dòng vốn của mình nó bị hao mòn là do cái cái việc mà chúng ta cắt lỗ một cách tùy tiện rồi chúng ta mua một cách tùy tiện như vậy đó thì uh, tiếp theo cổ phiếu PVD ở đây các anh chị vùng 21.5 ở đây chúng ta có cái cản ở đây rồi và khi gặp cái cản này thì cũng đã có phân tích một cái nhịp chỉnh là khả năng nó sẽ chỉnh cung về đâu đó khoảng quanh vùng 20.5 20.7 tuần trước đã nói cái nội nội dung này rồi. Chúng ta có thể xem lại uh, trên bản tin tuần video số 172. Về đây thì nó có cái sự phục hồi. Uh, tuy nhiên cái sự phục hồi này thì nó không đủ lớn. Dự kiến thì nó có thể đi được mắc ở khoảng vùng 22 5 nhưng mà tuần này nó chỉ lên được khoảng quanh vùng 21.7 thôi. Và hai cái nến này là hai cái nến chốt tương đối là mạnh. Đây, chúng ta nhìn cái lực chốt này là chúng ta biết này. Dòng tiền vượt trung bình 20 phút, 21 phiên Thậm chí là gấp đôi 21 phiên luôn Và cổ phiếu suy giảm Gặp kháng cự suy giảm thì đấy là những tín hiệu xấu ờ, Nhìn về yếu tố kỹ thuật như thế này Thì khả năng tuần tới vùng 20.5 khó giữ Nên nó sẽ đi lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của cái tuần trước đó nữa Tức là nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 19.8 đến khoảng quanh vùng 20 Điểm sâu hơn thì có thể 19.5 Và 17.8 đến vùng 19 đây Nói chung là ở tuần tới thì chúng ta sẽ rất là khó phán đoán Nên là cứ từ từ Uh, căn cứ tín hiệu ngày thứ hai và ngày thứ ba Thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật Để giúp cho chúng ta có thêm những cái chỉ dẫn về mặt kỹ thuật uh, Cổ phiếu OI cũng khá là đẹp Đúng không ạ <laughs> OI đây OI thì uh, xoay lại cái vùng lịch sử của nó Ở vùng trăm sáu cộng trừ 0.2 Và Hùng có phân tích cái vùng kháng cự ở đây Thì gần như là chúng ta đạt được cái vùng kháng cự 9.5 này Tuần này cũng đạt được cái vùng kháng cự 9.5 này Và đến tuần này thì nó cũng đạt được 9.5 cộng Đó 9.6 rồi, à bắt đầu nó chỉnh cung. Như vậy cái điểm chỉnh cung này thì các anh chị lưu ý này. Khi nó lên đến vùng này thì nó chỉnh cung và như vậy chúng ta phải à, phán đoán cái 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 ý đồ. Nếu trong trường hợp nó không thủng vùng 9.2. Tức là cái tích lũy được cái 9.2 9.3 thì đấy là tín hiệu cái thuật tốt để mà giúp cho cổ phiếu này tiếp tục phục hồi lại vùng 9697 98 ở đây. Còn trong trường hợp thủng vùng 9.2 thì chúng ta lưu ý, chúng ta chốt bớt đi bởi vì khi thủng 9.2 thì có thể là nó sẽ quay về vùng 9. Đấy ở về vùng 9, quay về vùng 9 mà test không thành công thì nó lại có thể quay về vùng 8.6 cộng trừ 0.2. Như vậy thì uh, chúng ta chốt ở trên này và chờ uh, cổ phiếu nó nó nó, nó lại chỉnh cung lại về đến dưới này, ví dụ 8.3. Đó. Đây cái vùng này là rất là đẹp này, từ vùng 8.3, 8.3, 8.5 là nó tích lũy khá là dài và cứ về đến thường thường là cứ về đến cái vùng này thì nó bật lên tăng, về đến vùng này nó bật tăng vậy thì uh, chúng ta sẽ chờ đợi những cái cơ hội biết đâu nó lại về đến vùng này và chúng ta lại tiếp tục có một cái cơ hội ở bên này đó thì như vậy là chúng ta đánh thoát ra đó, chúng ta đánh thoát ra thoát sóng ra thoát nhịp ra đó và những cái nhịp phân tích này thì gần như là phân tích khá là sát rồi ở cổ phiếu BSR đó hoặc là ví dụ BSR ở đây đó vùng 485 sau đó thì đẩy 1 nhịp 1 lên đây và sau đó nó đẩy nhịp hai và nhịp hai này thì cũng đang phân tích ở vùng 16.7 đến 16.7 đến vùng 7 là vùng kháng cự. Thế anh chị nhìn ở đây điểm 1 kháng cự gặp kháng cự, điểm 2 gặp kháng cự, điểm 3 gặp kháng cự, điểm 4 gặp kháng cự, điểm 5 gặp kháng cự và điểm 6 gặp kháng cự. Gặp kháng cự đều có xu hướng chỉnh giảm. Đó tuần này thì nó vươn lên được đến vùng suy soát vùng 7.4 và sau đó thì cây đến kết tuần thì nó cũng hơi xấu. Tất nhiên là lực bán không không mạnh lắm, lực bán này thì khá là bình thường. Uh, nhưng uh, nó cũng đủ làm cho cổ phiếu suy yếu như vậy vùng 15.8 đến vùng 16 sẽ là vùng mà đánh giá uh, cái xu hướng của cổ phiếu BR ở trong tuần giao dịch tiếp theo Rồi uh, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang nhóm banh Thì đối với nhóm banh Nhung đã có phân tích cho các anh chị nó phân thành hai cực uh, Cực thứ nhất đó là cực mà nó tăng từ ngày 13 tháng 10 Tức là tại thời điểm ngày 13 tháng 10 thì cũng đã bắt đầu phân tích một cái sóng uh, kỹ thuật uh, tăng của banh Ví dụ CTG tìm lại Uh, chúng ta tìm lại để chúng ta nói cái gì chúng ta nói đến cái câu chuyện ở đây là uh, thời điểm các anh chị thời điểm nó sẽ rất là quan trọng thời điểm nó sẽ rất là quan trọng cho các anh chị 13 tháng 10 năm 2022 13 tháng 10 năm 2022 đấy các anh chị thì tại thời điểm này thì cũng bắt đầu uh, bắt đầu phân tích một loạt các cái mã cổ phiếu của nhóm anh Ví dụ BIDV trong tín hiệu ngày hôm nay biên 30.5 đến 31 dành cho các tài khoản đã cầm và chúng ta bắt đầu uh, tiếp tục ở chiến đấu. Công thương ở 21.5 và uh, 21.5 21.95 ở vùng 20 20.3. Uh, rồi sau đó công thương đến STB. Đó STB cũng ở vùng 17 17.5. 4 STB, VVBank. Đó một số các mã cổ phiếu. Ok, FTS. Ờ uh, BIDV thời điểm đó còn có cả BIDV nữa tức là những cái mã cổ phiếu mà đã được phân tích ở à đây biết là công thương đúng rồi biết công thương đó STB rồi liên việt Bốt banh một số các cái mã cổ phiếu và kể từ ngày 13 tháng 10 đấy chính là thời điểm mà chúng ta đánh giá cái sóng tăng của nhóm banh vậy thì trong nhóm banh nó đến thời điểm hiện tại nó đã phân thành hai cực tức là những mã cổ phiếu đã tăng mạnh từ 13 tháng 10 thì đến xu hướng hiện tại là nó sẽ đi ngang nó sẽ qua sideways đi ngang ở vùng đỉnh để làm gì? Để nó giữ nhịp, để nó kéo nốt những cái con nào mà đang cần kéo Và sau khi mà nó Sideway đi ngang, nó phân phối xong thì sau đấy sẽ là một cái nhịp sóng giảm dài của cổ phiếu banh Chúng ta lưu ý là như vậy Và cái nhóm ngành thứ hai là nhóm ngành mà, à, cái cái nhóm thứ hai là nhóm chưa tăng Thì trong nhịp này nó đang kéo tăng Đó Vậy thì nó phân cực như vậy để chúng ta nắm được cái tinh thần và những cái mã cổ phiếu nào chưa tăng, những mã cổ phiếu nào tăng rồi Đó. Chúng ta lưu ý Cứ những cái thằng tăng rồi thì chúng ta Uh, lưu ý là bây giờ nó không 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 còn nhiều cái vị nữa đâu và đâu đó chỉ còn là vị đắng thôi chứ vị ngọt là nó không còn ở đâu thì đối với việc công banh á, là nó đạt mắc target ở khoảng quanh vùng 95 96 và bây giờ nó cũng đang đi ngang đó nó có giữ nhịp này việc công banh thì nó đang giữ cho thị trường ở quanh vùng 88 và vùng 85 85 86 Nói chung là khả năng tuần tới thì nó sẽ test lại quanh vùng 85 86 cổ phiếu thứ hai nữa là BIDV thì đối với BIDV đâu các anh chị nó đã đạt mắc target ở vùng 47 48 49 ở đây rồi đó 48 ở đây rồi như vậy là hoàn toàn là hoàn thành cái vùng kỳ vọng và các anh chị nhìn thấy ạ, bắt đầu nó sideways đi ngang tuần này á à, tuần các tuần trước thì nó đỡ ở trên vùng 45.3 tuần này thì bắt đầu nó tụt xuống ở quanh vùng 3.5 đến vùng 44 và thậm chí là tuần tới thì có thể là vùng 41.5 vùng 42 tức là gì nó bắt đầu nó đi phân phối và nó cứ đi làng quàng làng quàng như vậy để nó nó chờ đợi thêm cái xu hướng vậy thì cái 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 hành động của chúng ta là gì à, nói chung với những anh chị em đang cầm thì chúng ta lưu ý là chúng ta có thể canh chốt dần À, ờ, trong trường hợp ví dụ như thị trường nó phục hồi thì có thể canh những cái vùng hỗ trợ để chúng ta đánh ngắn tuần tới thì ở vùng 40 đánh lướt thôi 43.5 đến vùng 44 cổ phiếu tiếp theo là công thương công thương cũng đã hoàn thành một cái nhịp sóng tăng từ 13 tháng 10 và đến thời điểm hiện tại thì mắc target 30.5 trên 30.5 và bắt đầu nó cũng bắt đầu nó đi sideways thì tuần vừa qua nó về lại vùng 29 29.3, khả năng tuần tới thì nó sẽ test lại khoảng quanh vùng 28.5. Ờ đến vùng 28, ở đây đang vẫn là đang là vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó thì nó cứ làng hoàng vậy thôi, nó đi trong cái biên này rồi chúng ta chờ đợi thêm cái xu hướng. tiếp theo là cổ phiếu STB cũng là một cái sóng tăng từ 13 tháng 10 năm 2022 và đây các anh chị và nó đã đạt max target 27 trên 27 và hiện tại thì nó đang đi ở trong cái biên 23 đến biên 27, 26, nói chung biên 23, 26 là chuẩn nhất. đấy, thì uh, tuần trước nó đạt 27 này tuần này thì nó quanh 26 và nó chốt nhẹ nhàng. tuần tới thì có thể là chỉnh cung về quanh 25 hoặc là quanh vùng 24. À đó và sau đó thì có thể nhé, có thể thì khi gặp hỗ trợ này thì nó lại bật lên và nó cứ đi ngang như vậy thôi. chờ xu hướng cổ phiếu uh, Liên Việt Postbank cũng là một mã cổ phiếu mà uh, cũng uh, xuất phát sóng tăng từ 13 tháng 10 và đến thời điểm hiện tại là nó đã đạt 15 trên 15. Đây uh, Liên Việt Postbank tìm lại với anh chị để chúng ta thấy nắm được uh, cái tinh thần ấy, cái tinh thần là 13 13 tháng 10, 13 tháng 10, đây 12 tháng 12, tháng 12 tháng 11. Đây 28 tháng 10. Uh, tức là gì? 13 tháng 10 ấy, là chúng ta bắt đầu phân tích những cái mã cổ phiếu trước trước đó và đến 28 tháng 10 năm 2022 thì ông uh, nhìn thấy rằng là liên việt bút ở vùng hỗ trợ 9.4 và nó đang có một cái 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 lực và đấy và các cái điểm chỉnh cung tiếp theo có thể ở vùng 10.5, 10.6 đó là những cái vùng mà các anh chị của em chúng ta uh, canh để giải ngân. thì các anh chị nhìn thấy là đây chúng ta sẽ view lại một tí uh, chúng ta nắm được cái tinh thần từ ngày 28 tháng 10 năm 2022 đây 24 tháng 10 đấy các anh chị này Đó thì tại cái thời điểm đó ở quanh vùng 9 chấm Đấy 9.35 đây này, này các anh chị này Đó Những cái thời điểm mà nó test lại những cái vùng cung kỹ thuật ở quanh vùng 8 9.35 đây Và nhớ không nhầm thì đây chính là con này 9 đến 9.35 Đó Đây 9 đến mươi 35 đây Và sau đó nó vượt thoát lên Và kể từ đây thì chúng ta đã hình thành một cái sóng tăng của mã cổ phiếu Việt, Việt Công Banh và chúng ta liên tục phân tích Liên tục phân tích các anh chị nhìn thấy đây là cái list mà Tiếp tục cập nhật những cái tín hiệu liên quan đến cổ phiếu ở liên việt Postbank các anh chị nó có dài không ạ nó dài mấy trang ấy đó đấy thì đến thời điểm hiện tại là như vậy là 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 nó cũng đã đạt mắc cái target 15 trên 15. Đây, 15 đây 15 đây 15 đây 15 và thậm chí là lên được gần 16 nhưng mà đoạn này nhìn nhằng không tính tóm lại là, là 15 trên 15 là là ngon rồi thế thì đến cái đoạn ngon qua cái khúc ngon rồi thì đến cái đoạn khúc xương khúc xương là bây giờ nó cứ lằng ngoằng cái này nó lừa đấy này không biết nó lừa hay không thì cũng không biết nhưng tóm lại là cái đoạn này là bắt đầu xương sẩu rồi tức là không tăng là xương sẩu cái 14.4 đến vùng 14.4 hoặc là đây vùng 3.5 đến vùng 13.7 thì nó hồi lên và nó đi sideways đi ngang như vậy thì với những anh chị một cái giao dịch ở trên cái vùng này nó rất là khó chịu đúng không ạ chúng ta đánh rất là khó chịu của anh chị cổ phiếu nó không không chịu tăng mà nó cứ lằng ngoằng cái này là đánh khó chịu lắm đó thì nó tăng được hoặc là ví dụ như phiên ngày hôm nay hưng phấn là không cẩn thận là lại ăn phải 15.4 15.5 15.4 ở đây thì quyết kết phiên nó lại đẩy về 14.8 như vậy nó đánh rất có chịu luôn cái đoạn khoai khoai sọ ấy. Đấy. Thì xu hướng khả năng tuần tới sẽ ở khoảng quanh biên 14.4 đến 14. 14.4 đến khoảng vùng 14.5 tích lũy lại. Cái nhóm thứ hai, cái nhóm chưa tăng ở cái thời điểm 13 tháng 10 thì nhịp này nó đã tăng và bắt đầu nó chỉnh cung. Thì đầu tiên nó là VPBank thì các anh chị có thể xem lại những cái tuần mùng phân tích cái vùng điểm hỗ trợ của VPBank ở khoảng quanh vùng đây này. 15 16 5 16 8 17 ở đây và bắt đầu chúng ta đẩy một cái sóng tăng của VIBank đạt max target ở khoảng vùng 21.3 đến 21.5 và sau đó thì bắt đầu nó đi sideways. Như vậy là bắt đầu nó cũng bắt đầu ẩm rồi, nó thiếu động lực rồi và ở đây á thì trong những cái tuần gần đây thì cũng có phân tích cái vùng ở đây là vùng 20.5 20.7 đúng không ạ? Nó đã đẩy một phát này, hai phát và đến đoạn này thì có vẻ nhìn có vẻ là đang suy yếu, tức là Uh, bây giờ thì nó đóng cửa đúng vùng 20.5 nhưng câu chuyện nó đóng đóng cửa đúng cái biên hỗ trợ dưới. Thì khả năng tuần tới thì nó sẽ test về khoảng quanh vùng 20 và trong trường hợp nếu cổ phiếu thủng 20 thì các anh chị chốt viewanh đi nhá. Nên chốt. Techcombank ngày hôm nay bị chốt rồi. Techcombank nhá là Hùng cũng đã có phân tích rồi. Uh, vùng mua 1262 4 và sau đó đẩy target 1 lên 28, target 2 29.3, 29.5 và target 3 ở quanh vùng 31 tuần này thì nó lên đến vùng 31 rồi. Tất nhiên là chưa thể đạt được tuyệt đối 31 trên 31 nhưng mà nó đạt được khoảng tầm vùng 30.95 Tức là 0.05 nữa là đạt target mục tiêu Như vậy là cũng quá là tuyệt vời rồi đúng không anh chị Ai mà biết được biết được trước thì đã giàu Biết được trước thì chả ngồi đây để nói chuyện cùng với các anh chị nữa rồi đúng không ạ Nhưng nhưng có một cái này Chúng ta dự báo chúng ta phân tích Và chúng ta có những cơ sở khoa học để chúng ta dự báo chúng ta chúng ta không nói phép Tại sao chúng ta không phân, phân tích cổ phiếu này lên vùng 35 Đúng không ạ? Tại sao chúng ta không phân tích cổ phiếu này lên vùng 40 mà chúng ta chỉ phân tích cổ phiếu này lên đến vùng 31? Đấy là câu hỏi. Đúng không ạ? Chúng ta không nói lung tung. Đó, hoặc là ví dụ như là các cái vùng chỉnh cung kỹ thuật thì chúng ta sẽ dò tìm những cái vùng dự kiến nó không đúng tuyệt đối được nhưng nó cũng sẽ có một cái xác suất tương đối và tất cả những cái gì chúng ta đã nói chúng ta đã phân tích thì đấy là những cái gì tối ưu nhất thế còn nó không đạt được thì các cụ ngày xưa dạy rồi đấy gọi là lực bất tòng tâm tức là tâm nó lớn lắm bao giờ cũng muốn là à chúng ta phải mua được cổ phiếu tăng kịch trần à chúng ta phải mua được cổ phiếu nhân 5 nhân 10 tài khoản nhưng đấy là mong muốn thế còn tầm của chúng ta chỉ được cổ phiếu nó tăng được khoảng 5 đến 10 phần trăm thôi thì chúng ta đấy gọi là lực bất tòng tâm là như vậy đó các anh chị đấy, thì bây giờ chúng ta chỉ phân tích được như vậy thôi và chúng ta tham khảo thôi nhá <laughs> ai cảm thấy ok ai cảm thấy hay thì cầm về ai cảm thấy không ok thì thôi không có vấn đề gì cả ok chúng ta chào nhau chúng ta cười nhau như thế là happy là vui vẻ rồi Uh, Techcom uh, như vậy tuần tới khả năng ở đây vùng 27.8 đến vùng 29 nhưng mà điểm này thì ông nghĩ là khả năng khó giữ nó sẽ lấp lại cái gap ở đây này Nên là vùng 28 đến khoảng vùng 28.5 thì nó sẽ là hợp lý hơn đối với Techcom không Techcom tuần tới MBP <laughs> MBP uh, cũng đã uh, có một cái nhịp tăng và gần như nó cũng đã đạt target tuyệt đối 19 trên 19 ở 19 đến 19 và bắt đầu nó chỉnh cung À điểm nhìn cũng cái tuần đầu tiên ở vùng 18.3 nhưng mà khả năng là tuần tới thì 18.3 này bể. Cái điểm 18.3 này nghi là bể là cái chắc. Đó nên là nó sẽ khoảng ở quanh vùng 17.8 đến vùng 18. MBB TPBank thì vẫn đang miệt mài công cái vùng cả, vùng cản 23.5 hơi tiếc nữa một tí, tuần này không đạt được, xu hướng chung thôi. Như vậy tuần tới thì nó sẽ test lại vùng 2.5 đến khoảng vùng 23 đánh giá tiếp. VIP nhịp này hỗ trợ kỹ thuật tuần tới sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng 20.5 đến khoảng vùng 20.8 SHB lực cầu khá là tốt và SHB thì gần như cũng đã đạt được một target tuyệt đối Đối với SHB thì các anh chị lưu ý đây, vùng 9.8 đến vùng 10 và ông đẩy target 1 lên vùng 10.6 Bay 10.6 thì ông đẩy lên đến đây là 11.4, bay 11.4 thì chúng ta đẩy lên vùng 12 Và đến tuần này thì gần như nó đã đạt max target 12 trên 12 và nó bắt đầu có một cái dấu hiệu chỉnh cung, à, chỉnh cung kỹ thuật ở đây thì các anh chị lưu ý tuần tới ở quanh vùng 11.7 đánh giá thêm khả năng chịu tải ở vùng này. trong trường hợp không thủng vùng 11.7 đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật rất mạnh của cổ phiếu và ở à, đấy sẽ là những cái cơ sở quan trọng để có thể SHB tiếp tục kéo. rồi à, nhóm ngành thứ 12 đó là nhóm ngành chứng khoán thì cũng sẽ đi phân tích cho các anh chị một số các mã cổ phiếu như sau. ở à, đối với VCI như vậy VCI cũng đã hoàn thành được cái target mục tiêu 33,34 ở đây, à, tương đối là khỏe và tuần này thì VCI bắt đầu đánh chỉnh cung rồi điểm đánh chỉnh cung kỹ thuật thứ nhất đầu tiên là vùng 31.5 thì phiên ngày hôm nay là bị thủng vùng 31.5 nên nó sẽ hướng về vùng 30.5 và khả năng tuần tới thì 30.5 mà chắc chắn rồi còn cái vùng 28.5 đến vùng 29 uh, có đến nơi hay không thì khả năng là đến đó theo hùng thì là đến bởi vì là hiện tại thì cái lực chốt đang tương đối là mạnh lực chốt đang tương đối là mạnh đồng thời là tín hiệu đường MACD thì nó quay xe rất là mạnh luôn và tất cả tín hiệu đường MACD của nhóm banh và nhóm chứng khoán từ xanh bắt đầu chuyển sang đỏ thì đấy là một cái xu hướng tương đối là xấu đối với thị trường bởi vì sao bởi vì um, hai cái thằng này cũng là hai cái thằng giường cột của thị trường và khi những cái thằng trụ cột mà nó bị bẻ pha xu hướng thì đấy sẽ là những cái tín hiệu mà chúng ta không happy một tí nào cả. Đó. Thì đây, đó, các anh chị nhìn thấy đây và đường xanh. Đó, và bắt đầu gì Bắt đầu nó bẻ đỏ. Đó, bắt đầu nó bẻ đỏ. Đấy, bắt đầu bẻ đỏ từ phiên giao dịch của ngày ngày hôm qua. Thì đối với thằng SSI, phiên ngày hôm qua là phiên ngày hôm qua là nó mớm mám nó mất vùng 21 8 nhưng phiên này là mất hẳn rồi. Cái việc mất hẳn 20.8 thì như vậy là chúng ta sẽ phải ngắm vùng 21 và điểm sâu hơn ở tuần tới sẽ là vùng 20.3 đến khoảng vùng 20.5 và vùng 20. Đó là những cái dự báo sớm về khả năng là cổ phiếu sẽ quay lại test cung ở vùng này. HCM thì nhìn chung là tuần này nó chỉnh chưa sâu, nó vẫn đang đọng lại được, nói chung suy soát ở quanh vùng 25.3 như vậy là tạm ổn. Khả năng thì tuần tới thì nó cũng sẽ test cung theo cả thị trường thôi, nó cũng không thể là một mình nó một dòng được đâu. Nên là vùng 24.3 đến vùng 24.5, chúng ta lưu ý khả năng là nó sẽ test lại vùng này. À, sau khi mà sideways rồi test cung kỹ thuật ở vùng này thì khi đó chúng ta mới bắt đầu tính toán một cái lực phục hồi của nhóm ngành này, nhóm ngành chứng khoán. Cổ phiếu VND, VND cũng đã đạt được cái cái target kỳ vọng gần như là gần như tuyệt đối đó là vùng 16.5, 16.8. Đó thì nó lên được 16.5 và tuần này nó tiếp tục công lại 16.5 nhưng nó không thành. Thì nó sẽ quay lại chỉnh cung thì điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên nó là vùng 15.5 và phiên ngày hôm qua thì nó bị mất vùng 15.5 và phiên ngày hôm nay thì nó lại tiếp tục bị mất vùng 15. Nên khả năng là nó sẽ về ở quanh vùng 14.7 và hội tụ kỹ thuật à, điểm tích lũy kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 14.3. Và về đến đây thì bắt đầu cổ phiếu bắt đầu nó gì ạ? Nó đánh lên đánh xuống đánh lên nhịp dập dìu dập dìu quanh này rồi khi đó Sau một cái giai đoạn đó, nó, nó đánh như vậy ấy, thì cái đó là chúng ta mới kỳ vọng được một cái diện xu hướng phục hồi ở đây. <laughs> uh, rồi shs uh, shs thì cũng uh, đạt được mark target rồi đó các anh chị tuần này đạt được mark target rồi đấy nó đạt được vùng 10.5 là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta đây đấy và như vậy là ba cái nến này thì bắt đầu có cái sự truy yếu nhất định rồi và với sự truy yếu nhất định này thì tuần tới 9 tháng bảy đến 9 tháng tám đánh giá thêm MBS ở đây cũng đã đạt được cái target mục tiêu quanh vùng 17.5 đến khoảng vùng 18 và à, tuần này thì nó tiếp tục test lại tuần trước đây các anh chị nó test lại đây và tuần này nó tiếp tục test lại vùng 16 trong trường hợp nếu như thủng vùng 16 thì sẽ phải tính toán là vùng 14.8 đến vùng 15 như vậy nếu thủng vùng 16 thì chúng ta cũng có thể chốt bớt đi để khi mà về đến cái vùng hỗ trợ sâu chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta mua cổ phiếu FBS cũng đã hoàn thành được cái uh, vùng giá mục tiêu ở quanh vùng 6.3 đến vùng 6.5 và điểm chỉnh cung kỹ thuật ở tuần này thì vẫn đang tương đối đẹp ở vùng 5.8. Nhưng khả năng là thị trường chung nó xấu nên là vùng 5.8 này thì tuần tới khả năng nó sẽ khó khá khó để mà 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 nó giữ tiếp để mà nó đi nên là khả năng sẽ ở vùng 5.5 còn điểm sâu hơn sẽ là vùng 5.3 đến vùng 5.5, đó là cái vùng mà uh, chúng ta uh, vùng tích lũy dự kiến của nó. VX nhịp này cũng gần như cũng đã hoàn thành cái cái gọi là cái target kỳ vọng mục tiêu từ vùng 6.5 mà đánh lên khoảng vùng 8.2. Đấy là vùng target mục tiêu cực kỳ thành công. Tuần trước thì nó được vùng 8.2 và tuần này nó cũng lên lại vùng 8.2 và kết tuần ở vùng ờ uh, tuần ở vùng mấy đây ta, vùng 7.5. Tức là nó đang bị uh, có những cái nến chỉnh cung tương đối là mạnh đó và một cái đặc tính chung đó là tất cả các mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán cũng như banh đang từ xanh và tín hiệu đường macd chuyển đỏ ở trong tuần giao dịch này thì đấy là một cái tín hiệu không happy một tí nào cả không vui một tí nào cả khi mà nó chuyển đỏ như này thì cái dòng cổ phiếu nó sẽ bị suy yếu và nó suy yếu cả dòng đó, nó suy yếu cả dòng nhưng không chỉ không không phải một mã cổ phiếu đó thì như vậy là tuần tới VCA sẽ ở 7.45 à, VX sẽ ở 7.45 Nhưng khả năng cái vùng 7.45 này khó giữ Và nó sẽ đi về khoảng vùng 6.85 đến khoảng vùng 7 AGR cũng đã đạt được cái vùng giá mục tiêu 10 trên 10 Và tuần này thì nó có đẩy lên được vùng 10.5 Và đây nó đang có một tuần test tích lý lại Như vậy á, thì tuần tới ở vùng 9.3 đến vùng 9.5 ở cái vùng gia tăng tỷ trọng của cổ phiếu AGR tạm thời chúng ta sẽ phải dừng lại À, vì cái xu hướng chung của thị trường nó xấu nên là chúng ta chưa thể vội vàng được và chúng ta chờ đợi cái khả năng test cung kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 93 đến vùng 95 và à, dự kiến cái vùng cân bằng của nó là khoảng quanh vùng 8.7 đến vùng 8.9 ở đây thì cổ phiếu nó sẽ bắt đầu ngừng rơi và khả năng nó sẽ đi tích lũy ở đây và đây mới chính là cái vùng mà chúng ta sẽ dự kiến gia tăng cái tỷ trọng cổ phiếu ở đây ok như vậy là hùng vừa phân tích cho các anh chị 12 nhóm ngành, 12 nhóm ngành rất là cơ bản và gần như những cái nhóm ngành đó thì nó sát sườn với các anh chị ngày ngày chúng ta giao dịch đúng không? ạ Tuần tuần chúng ta giao dịch và đấy là những cái nhóm ngành rất là 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 quen thuộc rồi và gần như thì nhà đầu tư nào người ta cũng giao dịch ở trong những cái nhóm ngành đó thì các anh chị nắm được xu hướng về 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 mặt kỹ thuật của từng cổ phiếu, từng nhóm ngành. Ok đến phần thứ hai phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận đánh giá lại cái kịch bản phân tích tuần trong video tuần 172 và sẽ có một vài cái ý để chúng ta 5 ngày về trước, ok? thì trên trên góc độ kỹ thuật trên góc độ kỹ thuật giờ thì cũng đã có một số các cái phân tích đánh giá nhìn nhận ví dụ như index nó sẽ kiểm tra lại cái vùng 1058 đến khoảng quanh vùng 1063 VN30 ở chúng ta dự kiến sẽ kiểm định lại vùng 1070 đến 1073 và sâu hơn là vùng, vùng 1062 đến vùng 1065 phái sinh thì dự kiến sẽ test lại vùng 1068 đến 1070 và điểm sâu hơn là 1061 đến khoảng 1063 như vậy đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh giá lại cái chỉ số VN30 1070 và điểm thứ hai 1062 đến 1065 thì đây các anh chị chúng ta sẽ nhìn lại uh, cái chạc kỹ thuật của chỉ số VN30 đây chính là cái thời điểm mà chúng ta ra bản tin tuần khi đó video 172 và chỉ số VN30 của chúng ta đâu đó ở quanh vùng 1085 thì cái điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên mà chúng ta sẽ nói đến là chỉ số VN30 sẽ lấp lại ở quanh vùng 1070 đến 1073 thì trong phiên giao dịch của ngày mùng 10 và đến ngày 11 đến ngày 11 đó thời điểm khoảng tầm 13 giờ của ngày 11 thì nó bắt đầu lấp về đến vùng 1070 và có thời điểm thì nó đã nhún qua cái vùng này và điện sau đó thì nó bắt đầu có một cái nhịp phục hồi tại cái vùng 1070 như vậy là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật thứ nhất ở vùng 1070 đã có cái sự phát huy tác dụng khi mà thị trường nhún về đây và nó bắt đầu có một lực phục hồi lại thì nó lại quay lại vùng 1085 là vùng kháng cự. À, tiếp theo thì các anh chị nhìn thấy đây là khi về vùng 1085 vùng kháng cự 1085 1087 thì nó lại tiếp tục gì Nó lại nhồi lại về gì ạ? 1070 1073. Thì đây là lần thứ hai mà chỉ số VN30 lại phát huy tác dụng một cái gì Một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật đó. Vậy thì vì sao À, một cái câu chuyện ở đây chúng ta đặt lại câu hỏi là vì sao chúng ta lại lấy cái ở, ở cái vùng này đó mà chúng ta lại không chém gió là không chỉ số này nó phải test về đến cái vùng sâu sâu xa xa ví dụ như vậy thì đấy là cái cách mà chúng ta cố gắng phân tích đánh giá nhìn nhận thị trường và như hùng có chia sẻ là tất cả những cái gì tốt nhất thì hùng đã nói rồi còn nó không đúng nữa thì đấy gọi là lực bất tòng tâm tức là cái tâm của tôi thì tốt tôi muốn cung cấp cho tất cả anh chị em những góc nhìn tốt nhất nhưng cái tầm của tôi thôi chỉ đến như vậy thôi thì như vậy là cũng phải chịu đúng không anh chị và chúng ta vui vẻ với nhau chúng ta happy với nhau à, nhưng đến nhưng đến phiên kết tuần à, nhưng đến phiên kết tuần thì cái vùng 1070 đã chính thức à, bị thất bại và khi vùng 70107 thất bại thì chỉ số VN30 chắc chắn nó sẽ đi về cái vùng 1062 đến vùng 1065 đấy anh chị đây là hùng đã đã phân tích nha và cái điểm này là 5 ngày về trước các anh chị nhé chứ không phải bây giờ mới nói bây giờ mới nói thì 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 mọi người là bảo à bây giờ nó diễn ra thế thì ông mới nói ông chém thế nào là được nhưng cái này là ông đã nói trong quá khứ và bây giờ chúng ta nhìn lại ở trong hiện tại chúng ta nhìn lại trong hiện tại rồi thì chúng lại thì tiếp tục phân tích ở tương lai tức là 5 ngày về sau chúng ta nói về bản tin tuần video số 173 thì nó lại là tương lai của những cái gì mà Hùng đang ngồi chia sẻ với các anh chị trong ngày hôm nay Ok Đó thì như vậy là gì Nó sẽ về vùng 1062 và nhìn về mặt xu hướng Đấy các anh chị này nhìn về mặt xu hướng thì nhìn chung là thị trường của chúng ta đang tương đối xấu tương đối xấu anh chị khi mà phân tích một số các nhóm ngành thì cũng thấy rằng là tuần này thì gần như là thị trường của chúng ta đang bị mất đà mất đà tương đối mạnh mất đà tương đối mạnh ở một số các cái nhóm ngành ví dụ nhóm ngành bất động sản dân cư ví dụ nhóm ngành banh ví dụ nhóm ngành chứng khoán đó một số các cái trụ lực như vậy chúng ta đang bị mất đà thì dẫn đến cái câu chuyện là thị trường của chúng ta sẽ gặp khó khăn như vậy thì khả năng là vùng 1062 thì chúng ta không nói rồi chắc chắn tuần tới thì vn30 sẽ quay trở lại đây và chúng ta phải ngắm thêm cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 1055, 1053, 1050 của à, thị trường à, của chỉ số vn30 ở trong ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo 1050. Ok anh chị như vậy là chúng ta phải ngắm về cái vùng hỗ trợ tương đối sâu, cái vùng lùi tương, tương đối là sâu vì cái xu hướng thị trường trong tuần này nó bị à, nó 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 bị 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 chậm đà tăng và cái điểm gãy kỹ thuật của quanh vùng 1070 này là một cái điểm rất là quan trọng đối với chỉ số VN30. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang chỉ số phái sinh. Đó các anh chị, đây, phái sinh. Thì đầu tiên sẽ là test ở 1068 1070 và sau đó sẽ là 1061 đến vùng 1063. Thì các anh chị chúng ta sẽ nhìn lại cái bức tranh tổng quan của chỉ số phái sinh ở trong tuần vừa qua. Đây, thì tại cái thời điểm mà chúng ta ra bản tin tuần video số 172 thì phá sinh đâu đó ở vùng 1078 đến vùng 1080. Đây là vùng kháng cự tương đối là mạnh. Thì cái điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên là chúng ta nói đến vùng 1068 đến 1070. Thì như vậy là khi về đến vùng này thì phái sinh của chúng ta đã phát huy được cái tác dụng một cái lực hồi và nó đánh lại được cái vùng chi uh, soát tiệm cận lại vùng kháng cự chiếc vừa, vừa tiệm cận lại vùng kháng cự đây và sau đó thì nó tiếp tục diện uh, test lại vùng 1068 đến vùng 1070 lần thứ hai và đến phiên kết tuần thì nó cũng đã bị thất bại à, nó bị thất bại ở cái vùng diện vùng 1068 và khi nó bị thất bại ở vùng 1068 rồi thì cái xu hướng nó sẽ à, về đến cái vùng 1061 đến khoảng vùng 1063 và phái sinh tuần thì nó đóng đúng vùng 1063.1 tức là nó xiết soát đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta có dự báo nhìn về trên thiên hướng kỹ thuật trên cả kỹ thuật giờ và trên cả kỹ thuật ngày thì khả năng á, là cái vùng 1063 à, vùng 1061 đến khoảng vùng 1060 tuần tới thì nó sẽ khó để nó giữ lại được tức là có thể nó sẽ có một lực hồi và nó sẽ quay lại nó test lại đây mà cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trong tuần tới thì khả năng sẽ phải tính toán ở vùng 1052 đến khoảng vùng 1055 tức là nó song trùng với chỉ số VN30 và quanh vùng 1050 đó À, chúng ta phải tính toán một điểm lùi tương đối sâu đối với chỉ số VN30 và chỉ số Phái sinh thì như vậy ở à, đối với chỉ số VN Index Index ở đây thì uh, trong bản diễn tuần thì cũng đã có phân tích ở cái vùng 1058 đến vùng 1060 thì hoàn toàn tương tự như vậy đấy các anh chị đầu tiên thì nó sẽ test lại vùng 1065 này sau đó thì nó sẽ test ở vùng 1058-1060 và khi về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì uh, thì Index của chúng ta đã có một cái lực phục hồi đó lực phục hồi quay lại ở vùng 1073 đến 1075 và đến tiếp theo khi mà hồi về đó thì nó lại tiếp tục quay trở lại test lần thứ hai trong viên giao dịch của ngày thứ sáu kết tuần và nó bị thất bại đó nó bị thất bại ở vùng 1057 nó bị thất hại vừa vùng 1057 thì cái xu hướng của nó khi mà bị thất bại ở vùng 1057 thì nó sẽ xu hướng nó sẽ đi về ở vùng 1050 như vậy tuần tới thì chắc chắn là vùng 1050 chúng ta không còn phải bàn cãi cái gì cả và sâu hơn đó là nó sẽ là vùng hội tụ kỹ thuật ở quanh vùng 1940 đến khoảng vùng 1945 điểm. Ở trong cái xu hướng của tuần giao dịch tiếp theo thì đấy là đấy là cái 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 mà 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 chúng ta cần phải tính toán ở trong tuần giao dịch mới. Như vậy à, tuần giao dịch mới sẽ là một tuần tương đối khó khăn với tất cả nhà đầu tư. Khó khăn đó các anh chị. À, và vì sao khó khăn thì qua cái câu chuyện mà chúng ta view về chỉ số vn index, qua cái câu chuyện mà chúng ta view về các nhóm ngành, thì một phần nào các anh chị cũng đã nắm được cái tinh thần đó rồi. Và vào đây thì hùng sẽ nhìn ngắm lại một tí về chỉ số vn index ở trên chart kỹ thuật ngày, các anh chị, trên chart kỹ thuật ngày. Thì tuần trước lồng đã có view rồi và tuần này thì chúng ta sẽ view lại tuần này chúng ta sẽ view lại thì ở đây này khi mà kết thúc ở tuần giao dịch cũ đúng không ạ thì cũng có nói đến à, cái xu hướng ở khoảng index ở khoảng quanh vùng 1057 1058 đến vùng 1063 Ok anh chị thì có một cái điểm là phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó về quanh vùng 1063 phiên ngày thứ ba thì index của chúng ta test cực đẹp tức là nó test về ở vùng 1057 và nó rút chân lên nhưng sau đó thì cái cây nến của phiên giao dịch của ngày thứ tư và ngày thứ năm ngày thứ tư và ngày thứ năm thì nó lấp nó bị lấp ở đây này tức là nó lấp gần như là nó lấp hơi sâu đó chính vì nó lấp hơi sâu nên là đến cây đến kết tuần thì gần như là nó bị gì nó bị phá vỡ uh, phá vỡ cái tính cấu trúc trong cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở bản tin tuần video số 172 đây anh chị như vậy là nó bị mất cái vùng 1057 và thậm chí là trong phiên ngày hôm nay index của chúng ta bị mất ở vùng 1055 và khi mà nó bị mất, ở đây cái vùng 1055 chính là cái target kháng cự mà chúng ta phân tích khi chúng ta phân tích sóng lên. Tức là ở bên này thì cũng có phân tích một cái sóng lên khi mà index ở từ vùng 1015 đến 1020 và chúng ta đặt cái target mục tiêu ở vùng 1055 đến khoảng vùng 1060 ở nhịp này. Và nhịp bên này nó cũng tương tự như vậy. Vậy thì thông thường là sau khi mà nó break đỉnh kháng cự ngắn hạn thì nó sẽ có xu hướng quay về test lại cái đỉnh đó. Vậy thì uh, tuần này thì nó test rồi, nó test đã rồi nhưng nó test thành công hay không thành công hoặc là nó test như thế nào thì nó cái câu chuyện của index ở trong tuần tới chúng ta sẽ đi phân tích thêm. Nhưng ở uh, trên trạc kỹ thuật giờ và trên trạc kỹ thuật ngày thì nó cũng đang có một cái vùng hội tụ kỹ thuật mà theo quan điểm kỹ thuật của tôi cùng đó là ở khoảng quanh vùng 1040 đến khoảng quanh vùng 1045. Đó. Thì đây sẽ là cái vùng hội tụ kỹ thuật mà chúng ta kỳ vọng là index sẽ test về đây để gì ạ? tích lũy tạo nền và bắt đầu có một cái nhịp phục hồi bên này thì đấy là một kịch bản mà tương đối là thành công của thị trường à, anh chị nha tương đối thành công thị trường còn nếu như trong trường hợp nếu như index của chúng ta bị thất thủ vùng 1040 thì thôi chúng ta không phải nói nữa như vậy là xấu như vậy là chúng ta kết thúc gần như một cái nhịp sóng tăng vừa qua và chúng ta sẽ phải chờ lại chờ đợi lại thị trường đúng không ạ tích lũy lại ở uh, khi mà 1040 mua bị phá thì chắc chắn rồi chắc chắn là nó sẽ quay lại test ở 1015 đến 1020 rồi và nó lại bắt đầu hình thành một cái sóng tích lũy tại đây và kể từ đó thì như vậy là chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian đó khá nhiều thời gian để chúng ta chờ đợi thêm một cái nhịp sóng tăng tiếp theo của thị trường đó thì các anh chị lưu ý cho Hùng mùng tuần tới sẽ là những cái điểm nhấn kỹ thuật như vậy à, rồi và đối với những anh chị em của chúng ta đã đồng hành cùng với team của ông lê ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng ở suốt chặng đường vừa qua thì ông cũng mời các anh chị về với uh, công ty chứng khoán VPS để chúng ta uh, mở tài khoản chúng ta đầu tư và chúng ta tham gia tương tác với ông Lê trong quá trình giao dịch thực tuyến. Hiện tại thì VPS cũng đang có chính sách uh, miễn phí giao dịch cho tất cả những cái tài khoản mở mới. Đấy là một cái chính sách rất là hay. Đâu đó 3 hay là 6 tháng gì đó hiện tại cũng không nắm được nhưng mà chắc chắn là là tầm 3 đến 6 tháng. Đó. Thì như vậy là chúng ta cũng có 6 tháng trải nghiệm chúng ta không mất phí. À, chúng ta giao dịch chúng ta không mất phí giao dịch đấy thì đấy là cũng là một cái 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 ưu ái của công ty VPS dành cho những anh chị em nhà đầu tư mới à, bản tin tuần này đến đây là hết và cũng nên xin phép được tạm dừng à, và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần cũng như các cái bản điểm tin ngắn ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo